谁更肯定终老分，对客谋命满当真。看来的共有学问，越爱跳梁分有行政。南无本师Thích Ca Mâu Ni Phật, đây là chương trình Sống Đời Sống Phật. Thuyết giảng hôm nay là Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện Chủ, Chùa Đồ Ngự và Chủ trì Chùa Diệu Pháp. Con tên là Jessie Thảo Vi và pháp danh của con là Nhật Kiều Hạnh. Con xin kính chào Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý khán thính giả đang xem đài IBC TV. Dạ, con xin chào Thầy. A Di Đà Phật, Thầy xin chào Phật tử Nhật Hiếu Hạnh. Cũng là ca sĩ Jessie Thảo Vi. Và trước khi mà con đặt những cái câu hỏi cho quý thầy quý cô đó, thì thầy có một cái câu hỏi cho con được không? Dạ. Yeah. Vừa rồi là trong cái mùa Phật đản, Phật đản tức là Đức Phật đản sinh trên thế gian này để mà cứu những cái chúng sinh khổ đau, từ một cái đời sống khổ đau trở thành một cái đời sống an lạc, giải thoát. Con là một người Phật tử thuần thành mà là một ca sĩ được rất nhiều người yêu mến. Thì con đã làm gì trong cái mùa Phật đản vừa rồi? Con có thể chia sẻ với quý khán thính giả được không? Dạ, trong mùa Phật đản kỳ rồi con đã đi hát ở chùa Điều Ngự của mình. Dạ, chương trình chùa Điều Ngự rất là hay và con thấy có rất là nhiều chư tôn đức tăng ni. Thì khi mà con hát những cái bài nhạc đạo và những cái bài mà nói về cái lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, hoặc giả là cái ân đức sanh thành của cha mẹ, thì con có cái cảm nhận như thế nào? Cái sự suy nghĩ của con về những cái bài hát đó, hoặc giả là trong cái lúc mà con chuyển tải những cái bài hát đó, con gửi những cái bài hát đó qua cái giọng hát truyền cảm của con đến với mọi người tham dự đại lễ, thì con nghĩ sao? Con có cái suy nghĩ gì không? Dạ. Con có vui không hay là lúc đó cũng buồn quá? Dạ, con cũng vui vì trong bài hát nó có nói về giống như là cái nuôi dưỡng của cha mẹ và phải có hiếu. Vậy là con cũng đang làm một cái hạnh bố thí phải không? Yeah. Bố thí làm cho người có thể là trong một cái khoảnh khắc nào đó họ có những cái cảm nhận không vui, nhưng mà họ nghe cái lời hát của con, ồ bé này xong nó nhỏ còn trẻ mà hát hay quá, mà hát được những cái bài nhạc đạo, thì họ cảm thấy vui. Đó là một cái hạnh gọi là giúp cho người khác tháo gỡ được những cái khó khăn trong tâm thức của họ, trong đời sống của họ. Yeah. Đó là một cái việc làm rất là quan trọng. Thì bây giờ con có cái câu hỏi gì cho quý thầy quý cô không? Trong cái chương trình này con có câu hỏi gì không? Câu hỏi gì hay không? Dạ. Dạ, câu hỏi đầu tiên con muốn con xin sư cô Huệ Viên cho sẽ chia sẻ câu hỏi này ạ. Dạ. Kính bạch sư cô, nếu có người muốn phát tâm bố thí nhưng họ nghèo, không có tài sản, như vậy làm sao họ có thể bố thí được ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết thì cô cảm ơn câu hỏi của con, một cái câu hỏi rất là dễ thương và có ý nghĩa. Kính thưa quý khán thính giả, như MC vừa mới đặt câu hỏi là nếu chúng ta muốn làm bố thí mà chúng ta không có tài sản, vậy thì làm sao chúng ta thực hành được hạnh bố thí? Đó là một cái câu hỏi giải quyết rất là nhiều vấn đề trong cái đời sống thường nhật nếu chúng ta là một người Phật tử. Thưa quý vị, thì như những cái số trước Hòa Thượng và Ni Sư đã chia sẻ với quý vị về cái việc bố thí nè, ý nghĩa bố thí nè, các loại bố thí nè và phương pháp bố thí, thì bây giờ là hoàn cảnh bố thí, khi mình không có tiền mà mình muốn bố thí thì mình phải làm sao? Thưa quý vị rằng là đối với bố thí thì có rất là nhiều loại bố thí. Vì vậy chúng ta có thể tùy theo cái năng lực cá nhân của mình mà chúng ta sẽ hành động bố thí để cho nó phù hợp.
Ví dụ như là nếu chúng ta muốn làm bố thí mà chúng ta không có tiền, thì chúng ta có thể sử dụng một hành động bố thí khác, không cần sử dụng đến tiền. Ví dụ nếu quý vị muốn làm một việc bố thí mà quý vị không có tiền, thì trước hết quý vị phải sử dụng cái năng lực của mình, đó là quý vị sử dụng vô úy thí. Nếu như mà mình muốn giúp cho một ai đó nhưng mà mình không có tiền, thì trước hết mình sẽ giúp cho người ta bằng vô úy thí, là giúp cho người ta vượt qua nỗi sợ hãi. Và cái đó là cái mà ai cũng có thể làm được, và không có tiền thì mình vẫn làm được. Và nếu như quý vị có thể dễ dàng hơn là trong cái cuộc sống hiện đại này, chúng ta biết là cái sự bùng nổ toàn cầu về thông tin. Vì vậy cái lời nói khi mà chúng ta giao tiếp với nhau, nó không có phải là đi từ một đối tượng này đến đối tượng kia. Mà ví dụ như quý vị đang xem ở trên màn hình TV, thì khi một lời nói của chúng con phát ra, có thể có đến hàng ngàn người xem. Và như vậy thì nếu như một lời nói của con đúng chánh pháp, đúng đạo đức, đúng luân lý xã hội, thì chắc chắn nó sẽ mang lại giá trị lợi ích rất là lớn. Và đó cũng là một hành động bố thí của chúng con, mà chúng con không có cần phải sử dụng tiền, không có cần phải sử dụng những cái thứ mà chúng con không có, mà chúng con sử dụng ngay những cái mà bản thân mình có được. Thì quý vị cũng vậy, với cái sự bùng nổ công nghệ thông tin, thì chúng ta có thể nói một cái lời nói chân chính. Chúng ta không phát tán đến những cái điều mà chúng ta chưa biết rõ, chưa hiểu rõ, chưa phù hợp với chân lý, thì chúng ta không nên phát tán. Đó cũng là một cái cách mà bố thí khi chúng ta giao tiếp với nhau rồi. Và như vậy thì con có nghĩ là việc bố thí nó không quá khó, nếu mình không có tiền thì mình cũng vẫn bố thí được không? Dạ được. Và khi mà cô chia sẻ như vậy thì con nghĩ là không chỉ con mà là bố mẹ hoặc là ông bà của con, mặc dù không có nhiều tiền thì mình vẫn có thể có cái cách để mình bố thí không? Dạ có. Và con nghĩ cái cách của con là cái gì? Dạ con sẽ chia sẻ, giống như là khi người ta lo lắng hay là buồn, con sẽ chia sẻ, giống như là con an ủi. Đúng rồi. Và cái cách như mà mình làm bố thí, thì nó bố thí nó không được hiểu là mình phải bỏ cái gì đó từ trong cái con người mình ra đâu, mà nó còn là một cái cách để mà mình không cần phải mất đi một cái gì từ trong chính bản thân mình, mà mình vẫn có thể bố thí được. Ví dụ như thưa quý vị rằng là quý vị không cần có tiền, quý vị vẫn có thể giúp cho một cái người trong cái hoàn cảnh mà họ đang gặp khổ đau, họ đang gặp stress và họ có nhiều cái bấn loạn về nội tâm của mình. Thì quý vị có thể dùng cái tri thức mà quý vị có được, quý vị giải thích cho họ hiểu và chia sẻ với họ để họ vượt qua cái nỗi sợ hãi. Đó cũng là một hình thức bố thí. Và chúng con thiết nghĩ là cái hình thức bố thí này rất là dễ áp dụng, mà nó mang lại cái giá trị rất là thiết thực. Bởi vì cái cuộc sống ở tại các nước phát triển thì là con người của chúng ta giao tiếp với nhau, có cái cơ hội giao tiếp với nhau rất là ít. Vì vậy, cái phần trăm mà tỷ lệ bị bệnh trầm cảm thì rất là lớn. Vì vậy, cái sự chia sẻ về cái tình thương, chia sẻ về lời nói yêu thương, chia sẻ về sự quan tâm là một trong những cái việc làm rất là quan trọng và cần thiết. Mà đó là một hành động bố thí mà chúng ta không có cần phải có tiền mới làm được, mà chúng ta chỉ cần mình phát khởi cái tâm muốn chia sẻ, muốn bố thí đến với tất cả những người xung quanh mình, thì mình đều có thể thực hành được cái việc đó. Vậy thì rõ ràng rằng là nếu mình không có tiền mà mình muốn bố thí thì con thấy là mình vẫn có thể làm được, phải không? Dạ. Yeah. Vậy thì thưa quý, con không biết là Hòa Thượng và... Dạ, đúng, không biết Giờ Thỉnh nên đi sư. Dạ, có điều gì chia sẻ về cái câu hỏi mà khi nãy cháu Nhật Hiếu Hạnh và Sĩ Thảo Vy đã hỏi là nếu mà mình nghèo quá, mình không có cái gì để bố thí, kể cả bây giờ máu của mình cũng bị ung thư máu, máu xấu mình đâu có thể đi tặng cho người ta được. Rồi bây giờ cái thận, ví dụ vậy, mình bị hư thận, làm sao mà mình có thể bố thí cái thận? Hay là gan của mình nó bị hỏng, mình cũng không thể bố thí gan. Phổi của mình nó bị ung thư, mình cũng không thể bố thí. Đặc giả là ung thư, thư tùy, nói chung á, nội tài và cơ thể của mình hỏng hết. Còn ngoại tài mình không có nhà cửa, không có
cơm ăn, không có thuốc men, không có cái gì để mà giúp cho họ trong cái hoàn cảnh như vậy, làm sao mình có thể thực hành được cái hạnh bố thí đó, phải không? Câu hỏi của con là vậy phải không? Yeah. Câu hỏi rất là thông minh. Thì khi nãy cô sư cô Huệ Viên có chia sẻ, ngay cả những lúc mà chúng ta không có gì cả, chúng ta vẫn có thể thực hành hạnh bố thí được. Có nhiều người nói, trời ơi, trên đường mà con về chùa mới sáng con thấy cái bà kia, cái mặt bà như là sư tử Hà Đông, làm cho con cảm thấy khi sáng giờ con không thoải mái. Thì trong cái trường hợp như vậy thì con nghĩ làm sao? Thay vì có một cái khuôn mặt làm cho người ta cảm thấy khó chịu, mình chỉ có một cái nụ cười, phải không? Yeah. Đó là một cái sự bố thí. Con không cần phải, dù bây giờ thầy nói ví dụ thôi, người đang bị ung thư phổi hay ung thư gan hay là ung thư thận hay ung thư máu, đâu có thể bố thí nội tài. Còn ngoại tài thì không có tài sản gì hết, làm sao bố thí? Bằng một nụ cười, phải không? Bằng một lời nói đầy từ ái, đầy cái sự thương yêu và hiểu biết. Một lời nói xây dựng giúp cho người ta có thể hàn gắn được những cái đổ vỡ, người ta có thể chữa lành tất cả những cái vết thương mà không có bất cứ một cái loại thuốc nào, dù đó là thần dược, có thể chữa trị được. Chỉ một lời nói đơn giản nó giúp hóa giải được những cái nội kết, những cái mà vốn dĩ nó làm cho người ta phải khổ đau, phải băn khoăn, phải căng thẳng vân vân. Thì đó là một cái sự bố thí mà con không cần phải đòi hỏi là con phải là người sở hữu chỗ. Dạ. Xin quý vị tiếp tục giữ màn ảnh sau phần bảo trợ của các cơ sở thương mại cho đài. Thầy trò chúng con sẽ quay trở lại ngay. Con xin cảm ơn. Xây thương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cũng